Ok, xin chào các bạn. Vừa rồi là một nửa bài của cái bài luyện ngón số 12 của dân học đàn nhà mình trong cái series video hướng dẫn luyện ngón piano nhanh như rocket của học nhạc. Vì cái video này chỉ là video hướng dẫn thôi, không phải là video biểu diễn, cho nên mình chỉ đang ở tốc độ vừa phải để cho các bạn tiện theo dõi và luyện ngón tay theo, không nhất thiết phải đàn quá nhanh. Ok chưa? Nếu mà các bạn đợi được nhanh hơn đàn mẫu vừa rồi thì rất là tốt, nhưng mà mình biết là hầu hết các bạn cũng chỉ đang luyện tập thôi, không phải là đang biểu diễn. Nên cứ tập bằng chậm rãi và thoải mái. Chủ yếu là cần phải tạo sự thoải mái cho các ngón tay và nâng cao cái tốc độ của cái sự thoải mái đó lên. Ok chưa? Sau khi mình đận đúng rồi mình mới tăng tốc độ của cái sự đúng đó lên. Chứ mới đầu vô đừng có đặt mục tiêu là phải đận quá nhanh trước khi đận đúng. Ok chưa? Trước khi vô bài này thì các bạn cũng nên ngồi gõ ngón tay trong khi nghe mình chém gió giống vậy. Nhớ là gõ bằng phần thịt, không gõ bằng phần móng tay nha. Gõ móng tay nó khá đau và nó sẽ dẫn đến đàn bị vấp. Rồi, như vậy thì được gọi là đang làm ấm ngón tay, cũng giống như là mấy vận động viên thể thao khởi động trước khi nhập cuộc đó các bạn. Thì ngồi gõ ngón tay vậy là mình đang khởi động cho các ngón tay của mình đó. À, mình cũng nhắc luôn các bạn nữ là các bạn cần phải hy sinh cái bộ móng tay xinh đẹp của các bạn để các bạn đổi lại cái hình ảnh ngồi đờn. Nó rất là đẹp, nó rất là đỉnh cao, ra chưa? Không biết các bạn sao chứ mình rất là thích nhìn cái hình ảnh một người phụ nữ, một người con gái ngồi trên cái đàn dạo một số nốt lả lướt, nhìn nó đã lắm các bạn, nhìn nó đẹp lắm, nhìn nó đẹp gấp 1 triệu lần so với cái bộ móng tay đẹp của cái người đó, thấy chưa? Nếu mà các bạn vừa để ngón tay vừa để móng tay được và vừa ngồi đờn được luôn thì sẽ đẹp đẹp 1 triệu lẻ 1 lần. Tuy nhiên mình thấy là các bạn không nên đánh đổi kiểu đó đâu, bởi vì nếu mà để móng tay dài và ngồi đờn đó thì rất có thể cái móng tay của bạn sẽ kẹt vô những cái kẽ này nè, những cái phím này nè, và sẽ dẫn đến là gãy móng tay đó nha, và nếu nặng hơn là gãy ngón tay luôn. Gây chưa? Cần phải đánh đổi thôi, hy sinh bộ ngón tay để đổi lại hình ảnh ngồi đờn nó rất là đẹp. Ok, series video này được dựng nhằm giúp các bạn tăng độ chính xác nè, tốc độ và sự độc lập của các ngón tay. Ba yếu tố này gộp lại thành một trong những kỹ năng quan trọng nhất của việc chơi đàn piano, keyboard hay là organ. Việc này thì ai cũng phải tập hết, kể cả người mới bắt đầu học đàn hay là đã thành đạo bậc thầy như là Jiroma, Lang Lang, Richard Clayderman, hay là bên thể thao thì kể cả Messi, Ronaldo, Công Phượng hay là Văn Toàn hay là Văn Hậu gì, tất cả đều phải luyện tập hết. Không phải vì là siêu sao cho nên không phải luyện tập đâu các bạn. Mấy cái bài luyện ngón này nó cũng giống như mấy cái bài căn bản bên thể thao, là chẳng hạn như các cầu thủ họ phải tập chuyền bóng nè, tập rê bóng nè, tập chạy nước rút nè, rồi tập đánh đầu. Toàn bộ tất cả những cái bài đó đều là những cái bài căn bản ai cũng phải tập hết, ok chưa? Không phải là vì là ngôi sao thì không phải tập những bài đó đâu, ok chưa? Rồi, luyện hết cái series video này thì bảo đảm các bạn sẽ thượng thừa luôn trong việc điều khiển các ngón tay của mình vào nhiều việc khác nhau, không chỉ là chơi đàn đâu nha, chẳng hạn là trong công việc nè, trong cuộc sống nữa, ok chưa? Rồi, không chém gió nữa, vô nội dung thôi. Báo trước là cái bài này nó khá là khó và nó cũng ngắn thôi, nó không phải dài. Hồi nãy là mình chỉ đàn có một nửa bài thôi, mình đàn từ đây lên tới cái rê trên này, xong rồi trả ngược về cái mi dưới này. Nếu đúng thì cái bài này bắt đầu từ đây lên tới trên này, sau đó mới trả ngược về đây, có lại coi là đi hai quãng tám đó. Hồi nãy mình chỉ đàn có một nửa bài thôi, mình chỉ đi có một một quãng tám thôi, là từ mi này lên tới cái mi này, xong trả ngược về mi này để đỡ mất thời gian của các bạn nữa, ok chưa? Rồi, cái hiệu quả của cái bài luyện ngón số 12 này cũng tương tự bài số 11 trở về trước, là các ngón tay hoạt động sẽ độc lập và riêng lẻ nhau. Riêng cái bài 12 này thì sẽ luyện cho các ngón tay giãn ra đàn các nốt mà cách nhau quãng 6. Quãng 6 là cái gì? Quãng 6 là khoảng cách từ một cái nốt nào đó đến một cái nốt nào đó, từ bên trái qua bên phải nha. Thí dụ như quãng 6 của thằng mi 1, mi thì chính nó là 1 rồi, lên fa là 2, 3, 4, 5, 6. Đây là quãng 6 của thằng mi, ok chưa? Đây là tiếp tục, đây là quãng 6 của thằng fa, đây là quãng 6 của thằng son, đây là quãng 6 của thằng la, ok chưa? Quãng 6 là vậy đó. Rồi, cái mẫu của bài này như đang hiển thị thì nếu các bạn có căn bản về thứ âm nhạc thì có thể nhìn ra liền và thị tấu luôn. Còn nếu mà chưa thì các bạn có thể nghe hướng dẫn và làm theo. Việc các bạn cần nhớ là hai tay đàn cái nội dung y chang nhau, tuy nhiên cái ngón tay thì khác nhau, ok chưa? Hai tay đàn y chang nhau về cái nội dung,
sau đó lặp đi lặp lại cái nội dung đó từ bên này qua tới bên này, sau đó chạy ngược về đây. Lưu ý ngay cái chỗ này nó sẽ có cái ô giao thoa giữa cái việc chạy bên trái qua bên phải và cái việc chạy bên phải về bên trái, ok chưa? Ngay chỗ này nó sẽ có một cái ô giao thoa. Việc các bạn cần nhớ là cái mẫu nó như thế nào, lặp đi lặp lại cái mẫu đó cho tới khi gặp cái ô giao thoa, sau đó trả ngược về. Việc thứ hai cần nhớ là cái ô giao thoa nó như thế nào. Việc thứ ba là cái ô kết thúc, hai ô kết thúc nó như thế nào. Ok chưa các bạn? Rất là dễ đúng không? Rồi bây giờ sẽ là cái tay phải cho cái hai ô nhịp đầu tiên, cho ô nhịp đầu tiên. Okay, thì các bạn cần là lưu ý là cái bài này nó tất cả các nốt được viết ở dưới dạng nốt móc đôi, trừ cái ô cuối cùng ra, ô cuối cùng là cái ô kết thúc rồi. Thì tất cả các nốt này viết ở móc đôi, móc đôi có nghĩa là các bạn phải đờn 4 nốt trong một lần dậm chân. Ok chưa? Chẳng hạn nè. Bình thường là mình đờn một nốt mình dậm một chân, mình dậm chân một lần. Ok chưa? Nhưng trong bài này phải đờn 4 nốt trong một lần dậm chân là như vậy. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Ok chưa? 4 lần 4 nốt trong một lần dậm chân. Còn hồi nãy là một nốt trong một lần dậm chân. Ok chưa? 4 nốt nè. Ok chưa? Rồi, bây giờ sẽ là cái tay phải cho nhịp đầu tiên, bắt đầu từ nốt mi. Đờn quãng sáu của mi là mi fa sol la si đô, mi đô, xong rồi tới tiếp theo là son mi một hai, son một, son là một hai ba bốn năm sáu. Ok chưa? Quãng sáu. Cái bài này á, cái tay của mình di chuyển từ bên này qua bên này á, mình có cảm giác nó giống như là con cua nó di chuyển, nó bò ngang đúng không các bạn? Thì cái ngón giữa sẽ là cái mặt con cua, còn hai hai bốn ngón còn lại là cái chân, bốn chân bò ngang này, nó vậy này. Thấy giống con cua bò ngang không? Bên này cũng vậy, bò ngang không à? Ghê chưa? Rồi bây giờ sẽ là cái ô nhịp đầu tiên và mình sẽ đờn rất chậm để các bạn theo dõi và tập theo. Các bạn có thể dùng tính năng phát chậm lại của YouTube để làm cho nó chậm hơn. Ok chưa? Bây giờ sẽ là ô nhịp đầu tiên nè. Hết ô nhịp đầu tiên. Làm lại. Hết ô nhịp đầu tiên. Bây giờ sẽ là cái tay trái, cũng ô nhịp đầu tiên luôn. Rồi làm lại. Đó, tay trái, bây giờ sẽ là tay phải, ghép hai tay nè. Ok chưa? Đó là cái ô nhịp đầu tiên của hai tay. Bây giờ các bạn cứ theo cái dòng là mình đang chạy 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 từ cái mi này lên tới trên này. Khi mà cái ngón cái của tay phải, nếu đúng bài nha, ngón cái của tay phải nó phải lên tới cái mi trên này, cái nốt rê trên này chứ, cái nốt rê trên này, và ngón út của tay trái lên tới cái nốt rê trên này thì mới là chuẩn bị quay về cái là cái ô giao thoa đó. Tuy nhiên mình sẽ chỉ hướng dẫn ở ngay chỗ này thôi. Thực ra thì hướng dẫn ngay chỗ này rồi các bạn bê cái này lên để đây để lần nó y chang nhau đâu có khác gì đâu. Chẳng qua là cái tông nó cao hơn thì mình hướng dẫn ở đây ha. Khi mà cái ngón cái bên tay phải đờn vô cái nốt rê, ngón út bên tay trái đờn vô cái nốt rê ngay cái chỗ màu vàng tô được tô vàng các bạn nhìn thấy đó, thì có nghĩa là mình chuẩn bị chạy ngược về. Được chưa? Làm lại nè. Ngay nốt rê ha. Thôi bắt đầu từ nốt đô đi, nguyên ô đi. Ô đô nè. Nghĩa là mình đang chạy 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 từ lên tới đây. Khi mà cái ngón này vô đô, hai ngón này vô đô là chuẩn bị chạy về đó.
ok chưa các bạn? Bây giờ sẽ là tay phải, riêng cái tay phải cho cái đoạn ô này, bắt đầu từ nốt đô. Rê, mi, ngay chỗ này, cái nốt mi này. Son, đô, mi, đô, son, mi, mi. Mi là nó xuống cái ô phía dưới rồi, là cái ô cũng được tô vàng các bạn đang nhìn thấy đó. Lại nè. Hết ô nhịp số 5 mà các bạn đang nhìn thấy, ok chưa? Bây giờ sẽ là cái tay trái cho cái đoạn đó, cũng bắt đầu từ nốt đô. Hết ô nhịp số 5. Ok chưa? Bây giờ sẽ là ghép hai tay. Rất chậm để các bạn theo dõi và các bạn cứ làm chậm hơn bằng cái tính năng phát chậm lại của YouTube nha. Vô nè. Ok chưa? Rồi. Sau khi tập xong cái ô giao thoa này, cứ tiếp tục chạy 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 ngược về. Khi mà cái ngón út bên tay trái nó vô cái nốt son ngay chỗ này. Thôi cái nốt son đây chứ quên. Cái ngón út bên tay trái nó vô cái nốt son đây, có nghĩa là mình đang hướng dẫn ở cái đoạn này nha. Nhưng mà đúng ra là các bạn phải chạy xuống dưới đây lần nữa nha. Mình hướng dẫn ngay chỗ thôi, mình hướng dẫn đúng bài ngay chỗ này luôn để cho các bạn theo dõi cho nó hợp lý. Thôi nhưng mà ở đây xuống đây nó xuống đây nó thấp lắm, nghe nó thấy gớm lắm. Mình hướng dẫn ở đây để cho nó đỡ thấy gớm thôi chứ không gì. Khi mà ngón út bên tay trái vô cái nốt son này, nốt son này là mình đang hướng dẫn, tuy nhiên đúng bài là các bạn phải đờn cái nốt son này ở đây rồi đó nha. Chẳng qua là ở dưới này thì nó thấp quá, nghe nó gớm thôi. Mình chuyển nó lên đây để hướng dẫn nghe cho nó đỡ gớm, chứ không phải là cái bài này nó kết thúc ở ngay chỗ này đâu nha. Vô nè, khi mà ngón út vô nốt son và ngón cái bên này cũng vô nốt son, có nghĩa là cái ô được tô vàng, cái ô cuối cùng mà các bạn đang nhìn thấy, hai ô cuối cùng đó, thì tay trái tay phải nó sẽ nốt son này. Fa mi. Rồi ngón út này nó vô cái nốt rê này là bốn nốt cuối cùng của cái ô đó, để chuẩn bị qua cái nốt mi ở cái ô tiếp theo là kết thúc đó. Khi mà cái ngón út nó vô nốt rê nè, khi đó cái ngón giữa của cái bài của hai bàn tay mới được sử dụng duy nhất một lần trong bài này. Khi mà ngón út này vô cái nốt rê, ngón giữa sẽ đờn cái nốt son, ngón trỏ đờn nốt mi, ngón giữa tiếp tục đờn cái nốt fa, ngón cái sẽ đờn cái nốt mi cuối cùng để kết thúc. Ok chưa? Cái đoạn này các ngón tay nó hơi rối, các bạn cần phải bình tĩnh tập nha. Lại nè. Tập lại nè. Út giữa trỏ giữa cái bên tay phải, còn bên tay trái là dày. Cái giữa út đeo nhẫn út. Ok chưa? Hai bàn tay riêng cái đoạn này của cái ô nhịp gần cuối nó sẽ đờn khác nhau và nó khá là rối, các bạn cần phải hết sức bình tĩnh để tập nha. Mình sẽ ghép hai tay nè. Giữa. Ok chưa? Làm lại nè. Làm lại. Thêm lần nữa. Cái bài này hai ô cuối, không phải là hai ô cuối mà là cái đoạn cuối cùng của cái ô gần cuối nó khá là khó, các bạn cần phải hết sức bình tĩnh để tập nha. Ok, nếu mà tập một lần không được thì tập 10 lần, tập 10 lần không được thì tập 100 lần, 100 lần không được thì 1.000 lần, 1.000 lần không được thì 10.000 lần.
kiểu gì chắc chắn sẽ có lúc các bạn đờn được trong cái đống 10.000 lần đó. Ok chưa? Các bạn cứ thong thả tập mỗi ngày chừng 30 phút, thì cái ngày mà các bạn đờn được bài này ở tốc độ nhanh hơn tốc độ đàn mẫu ở đầu video này sẽ đến. Tất nhiên người có năng khiếu thì sẽ mất ít thời gian luyện tập hơn, còn mình là mình nói thẳng mình không có năng khiếu, mình sẽ phải chịu tốn thời gian hơn người ta. Ok chứ các bạn? Một lần không được thì 10 lần, 10 lần không được 100, 100 lần được 1.000, 1.000 lần được 10.000. Kiểu gì cũng sẽ có lúc các bạn đờn được trong cái đống 10.000 lần đó. Cái lý thuyết 10.000 này là mình lấy từ trong cuốn Những Kẻ Xuất Chúng của Malcolm Gladwell. Cuốn này nó rất là hay, mình không phải là đang quảng cáo đâu mà nó hay thiệt. Nó sẽ luyện cho các bạn cái tính kiên nhẫn và bình tĩnh khi mà luyện tập bất cứ một cái gì đó. Kiên nhẫn lên nha các bạn, ngày các bạn thành công sẽ đến, và phải có luyện tập thì mới có thành công. Cái thằng thành công nó không bao giờ nó tự động nó nhảy đến trước mặt các bạn, nó kêu là ê tao là thành công nè, tao tới với mày rồi nè, mày thể hiện tao đi, không bao giờ có đâu, tỉnh ngủ đi nha. Phải luyện tập thì thành công nó mới ngó ngó xuống, nó kêu ừ này có luyện tập nè, mình đến thăm nó một tí, thì lúc đó nó mới tới với bạn hen, chứ không phải là nó tự động nó nhảy trước đến trước mặt các bạn rồi nó yêu cầu các bạn thể hiện nó đâu, không bao giờ có đâu hen. Ok, khi mà tập á, thì các bạn phải ưu tiên là đờn trúng trước, đờn đúng trước rồi mới đờn nhanh, chứ không nên theo kiểu là mới đầu vô phải làm sao cho nó nhanh và sai đúng gì cả da nó tự tính, không đúng. Ưu tiên làm đúng trước rồi sau đó mới tăng tốc độ của cái sự đúng đó lên. Tư duy như vậy mới là chính xác. Ok chứ các bạn? Rồi, cố lên các bạn. Xong cái nội dung này các bạn chuyển qua video bài số 13 tiếp theo hen. Mong các bạn cho mình một like, một subscribe để mình có động lực làm thêm nhiều video chất lượng cao nhất YouTube cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn. See you again. Bye bye.